quê để chúng ta có thể trao gửi đi những phần quà, và đặc biệt là nhận lại những phần quà vô cùng dễ thương đến từ bạn bè, từ người thân, từ những người mà mình thân yêu, và đặc biệt là những người mà chúng ta thương quý. Và ngày hôm nay, để đáp lại tấm chân tình của tất cả quý vị, đặc biệt là sự có mặt của quý vị cùng với chúng tôi trong suốt 4 đêm diễn, Kiều Ngân sẽ có hai chai rượu mật Lash 12 sẽ trao tặng ngay cho hai quý vị khán giả may mắn nhất mà ngày hôm nay Kiều Ngân sẽ chọn thăm trong lá thăm này. Nhưng mà Kiều Ngân không làm điều này một mình đâu ạ. Xin phép được mời lên sân khấu một người sẽ giúp Kiều Ngân rất là nhiều. Xin được mời chủ nhân của những thiết kế vô cùng nữ tính này, nhà thiết kế rất nam tính Hoàng Minh Hà. Và nếu được thì hãy cầm cuốn vé trên tay quý vị nha. Và những phần quà chúng tôi trao gửi đến quý vị cũng như là thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất được gửi đến từ ban tổ chức. Anh Hà giúp em chọn hai lá thăm cho chủ nhân của hai chai rượu mật Lash 12 cho quý vị. Đây là loại rượu whisky đẳng cấp dành cho giới từ hòa. Anh Hà giúp em công bố tên và số ghế. Hai lá thăm thôi ạ. Dạ, hai lá. Em biết là anh muốn chọn hết, nhưng mà chúng ta nè, ở slot đầu tiên này chúng ta chỉ có hai chai rượu mật Lash 12 thôi ạ. Vâng, và Kiều Ngân thấy là có rất là nhiều những gương mặt nghệ sĩ thân quen. Rất là hy vọng là nếu như mà tên của các anh chị nằm trong sự lựa chọn của anh Hoàng Minh Hà. Nào anh ơi, nhanh lên, em sốt ruột quá rồi. Hai lá thăm thôi ạ. Nhanh lên, không được nhịn. Xin chào và hẹn gặp lại.